nếu mọi người thấy cây này trong tự nhiên thì hãy mang nó về trồng nhé. Nó có mùi hương thơm rất lôi cuốn, đó là cây nong não. Cây này có cành thưa, thân nhẵn bóng, lá mọc kiểu so le, phiến lá hình bầu dục, hoa nhỏ, mọc thành chùm ở kẽ lá. Người dân quê tôi thường hái lá về gối đầu giường để xua đuổi muỗi hoặc tán bột bôi vào chỗ côn trùng cắn hoặc bôi vào chỗ bị tràm. Ngoài ra họ còn chưng cất tinh dầu từ lá để bôi vào vị trí sưng đau giúp giảm viêm nhanh chóng. Đặc tính của cây nong não khi mình trồng thì muỗi giãn rất ít đến gần. Các cái miếng gỗ nong não hoặc cái miếng tinh dầu nong não để gần các cái giường cho trẻ em, muỗi giãn không đến. Đúng không ạ? Ở đây người ta có điều kiện thì người ta dùng gì? Ngọc am, bách xanh, ngủ hương, đúng không? Nong não, đấy là những cái gỗ thơm liên tục nó tỏa ra các cái mùi mà muỗi giãn gì sẽ không dám đến. Như vậy các em, các bà mẹ mà mới có trẻ sơ sinh có các cái tinh dầu này bên cạnh, xin thưa với các bác, anh, các chị đỡ phải tới tay cứ đập mũi liên tục, phải không ạ? Đấy là cái quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Cây nong não này các bác nhé, đây là cây nong não, cây bên em là cao từ 8m60 rồi, là cây công trình. Các bạn có nhu cầu mua cây nong não thì vui lòng liên hệ nhà vườn Đạt Nhung theo địa chỉ khu 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.